Một tên côn đồ khét tiếng đang đi tàu điện ngầm thì trông thấy một người vô gia cư đang ngủ. Hắn trực tiếp bước tới, cười nhạo dáng vẻ rách rưới của người đàn ông. Nhưng anh ta không hề có bất kỳ phản ứng nào. Tên côn đồ thấy vậy, liền cướp chai rượu trong tay anh ấy, nhưng không ngờ lại bị anh ta giữ chặt tay. Tên bảo kê giật mình lùi về sau. Để lấy lại thể diện trước mặt đàn em, hắn hung hăng xông lên muốn dạy dỗ người đàn ông một trận. Nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, người đàn ông nắm cổ tên côn đồ và nhìn hắn với ánh mắt đầy giận dữ. Đến khi hắn sắp ngạt chết, người đàn ông mới buông tay. Sau đó, bọn họ được đưa tới đồn cảnh sát. Nữ cảnh sát Carter hỏi đồng nghiệp rằng người đàn ông vô gia cư kia đang ở bệnh viện nào, mà đồng nghiệp lại nói rằng người đàn ông kia không sao cả. Còn cho cô xem đoạn video trên tàu điện ngầm, cảnh người đàn ông một mình đánh gục 5 tên côn đồ đã được ghi lại. Carter không dám tin vào cảnh trước mắt mình, liền quay sang nghi hoặc nhìn đồng nghiệp. Cô tìm tới người đàn ông vô gia cư kia, nôn nóng muốn biết thân phận của anh rốt cuộc là ai. Nhưng cho dù cô có thăm dò như thế nào, người đàn ông cũng không hé răng lấy nửa lời. Điều này cũng không làm khó được Carter. Cô đem tới cho người đàn ông một cốc nước, sau đó đưa cốc nước mà anh vừa uống đến phòng kiểm định dấu vân tay, mới phát hiện thân phận thật sự của anh ta không hề đơn giản. Dấu vân tay xuất hiện trên màn hình này đã từng xuất hiện ở nhiều hiện trường vụ án trong mấy năm gần đây, còn bị 4 nước đang truy nã. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, một người tự xưng là luật sư của người đàn ông tới cục cảnh sát bảo lãnh anh ta. Luật sư đưa anh tới trước một chiếc xe. Hai người đàn ông to lớn bước tới khống chế và nói ông chủ của bọn họ muốn nói chuyện với anh. Người đàn ông lập tức cảnh giác nhưng vẫn lên xe đi theo bọn chúng. Khi nữ cảnh sát Carter quay lại không thấy người đàn ông đâu, liền vội chạy đi tìm kiếm nhưng đã muộn. Người đàn ông được đưa tới dưới chân cầu. Khi anh xuống xe, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đối phương lại vào thẳng vấn đề chính, trực tiếp nói ra tên của người đàn ông, John, còn nói mình biết toàn bộ mọi chuyện về John. Để chứng minh, ông ta còn nói ra vài chuyện mà John từng làm trước đây. John nghe xong vô cùng nghi ngờ và cảnh giác đối phương, mà người đàn ông lại nói bản thân không hề có ý xấu. Sau đó giới thiệu mình tên là Finn, lần này tới tìm John là muốn cho anh một công việc. Nói xong, John dẫn theo Finn đi tới đường lớn đông người. Finn nói với anh rằng mình có một danh sách đặc biệt, mà người trong danh sách đều có thể đang gặp một thứ nguy hiểm gì đó. Nhiệm vụ của John chính là ngăn chặn nguy hiểm và bảo vệ người bị hại. Vừa nói vừa chỉ vào một người phụ nữ. Finn nói cô gái này chính là người đầu tiên gặp nguy hiểm trong danh sách và kêu John buộc phải theo sát cô ta. Sau đó, giúp anh ta điều tra xem việc gì sẽ xảy đến với người phụ nữ này. Hơn nữa, John phải cố gắng ngăn chặn nó. John trầm ngâm nhìn người đàn ông trước mặt lại quay đầu nhìn người phụ nữ rồi quay sang trách vấn Finn. Nói xong liền quay người rời đi nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại. John cho hắn một cái bạt tai, ngã đập đầu vào tên vệ sĩ đứng cạnh. Sau khi trở về nhà, John cạo sạch bộ râu đã mấy năm chưa được cắt tỉa. Đang cạo râu lại trông thấy TV đang phát đoạn tin về mình. Hiện tại, anh đang là nghi phạm hàng đầu trong một số vụ án giết người trong nước. Nhưng John lại không chút quan tâm tới việc này, vẫn vô tư nằm trên giường uống rượu. Nhưng chắc do uống rượu mà không có mồi nhắm, nên một lúc sau, John đã nằm bất tỉnh nhân sự. Hôm sau, một cuộc điện thoại đã đánh thức anh. John với tay lấy điện thoại, lại phát hiện tay đã bị trói chặt trên thành giường, khó khăn lắm mới lấy được điện thoại. Đối phương nói, muốn John trải nghiệm cảm giác nhìn thấy người khác bị giết trước mắt mình, mà bản thân lại bất lực không làm gì được. Vừa dứt câu, phòng kế bên phát ra tiếng kêu cứu của một cô gái. John trong cái khó ló cái khôn, anh dùng tay còn lại đập vỡ bóng đèn bên cạnh, sau đó dùng mảnh vỡ cắt đứt dây chói. Anh vội xông ra ngoài cửa thì mới phát hiện tiếng kêu cứu được phát ra từ một cái máy ghi âm mà người đàn ông anh gặp hôm qua đang ngồi ngoài cửa. Thì ra, đây chính là kế hoạch của Finn. Ông bình tĩnh nói với John, đây là bản ghi âm vào 3 năm trước. Năm đó, một người đàn ông vì số tiền bảo hiểm đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ mình, mà ông lại không thể cứu kịp, cũng giống như John đã không kịp thời tới cứu vợ mình. Câu nói này đã chạm vào vết thương trong tim John. Anh phẫn nộ lao tới ép Finn vào tường, chất vấn ông còn biết được những chuyện gì nữa. Finn vội vã trả lời, còn nói, bản thân chỉ muốn cho John một cơ hội cứu giúp những người bị hại xấu số. Nghe xong, John liền bỏ tay khỏi cổ Finn. Anh ngồi xuống ghế bình tĩnh nói, đây là máy ghi âm không dây, là đồ mà chỉ có những người của chính phủ mới có thể dùng. Ông rốt cuộc là ai? Finn vội giải thích bản thân không phải người của chính phủ. John có thể gọi mình là phe thứ ba. Ông luôn tự trách mình năm đó không thể cứu được mọi người, cũng là do không kịp thời biết được người bị hại khi nào sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ ông đã có thể giúp John cung cấp cho anh những thông tin có ích để anh có thể kịp thời cứu được một sinh mệnh. Vừa nói vừa đưa cho John tấm ảnh của một cô gái. Hiện tại, một sinh mệnh đang được bày ra trước mắt, cứu hay không cứu phụ thuộc vào sự lựa chọn của John. John nhìn bức ảnh, trong đầu có vô vàn suy nghĩ. Năm đó, anh chỉ trơ mắt nhìn từng người biến mất trước mắt mình. Nhưng bây giờ, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hai người chính thức hợp tác với nhau. Finn đưa John tới một ngân hàng bỏ hoang. Đây cũng chính là căn cứ tình báo tiếp nhận thông tin của Finn. Ông đưa cho John vài tấm bằng lái xe và thẻ tín dụng để tiện cho anh che đậy thân phận của mình, cũng giống như công việc ở cục tình báo năm đó. Thực ra, John từng là một đặc công cao cấp làm việc cho cục tình báo. Bởi vì chính phủ giấu giếm tin tức đã dẫn đến cái chết của vợ anh. Từ đó, anh vô cùng thất vọng về chính phủ nên đã giả chết để mai danh ẩn tích. John nhìn danh sách những người bị hại treo đầy trên tường thì vô cùng kinh ngạc. Mỗi người đều có một mã bảo hiểm xã hội. Mỗi số đều đại diện cho một vụ giết người. John hiếu kỳ quay sang hỏi Finn, làm thế nào lấy được những mã bảo hiểm xã hội này? Nhưng Finn lại nói những thứ này đều không quan trọng. Chuyện quan trọng lúc này là phải điều tra rõ vụ án hiện nay. Cô gái lần này tên là Ruth, tốt nghiệp học viện luật và đang là trợ lý của một công tố viên địa phương.
John và Finn bàn bạc một hồi, đã quyết định sẽ bắt đầu điều tra từ root, để tìm hiểu một người cần có những phương pháp nào. Cách chậm mà chắc chính là dần dần bồi dưỡng tình cảm, giành được sự tin tưởng của đối phương. Còn cách đánh nhanh rút gọn chính là lén lút đột nhập vào nhà cô gái, sao chép tất cả thông tin từ máy tính của đối phương sang USB. Bước thứ hai là xâm nhập vào điện thoại của cô. Chỉ cần điện thoại có tín hiệu sẽ có thể dùng thiết bị định vị theo dõi cô, còn gắn thêm thiết bị nghe trộm nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Bước thứ ba là dùng camera theo dõi mọi nhất cử nhất động của đối phương. Dựa theo tính chất công việc của Ruth, John đã khoanh vùng được hai người có khả năng ra tay với cô nhất. Người đầu tiên là Fame, là luật sư hợp tác với Ruth đồng thời cũng là người yêu của cô. Bởi vì trên thế giới, 40% các vụ án giết người đều bắt nguồn từ mối quan hệ tình yêu. Hơn nữa lần này, Ruth là người chủ động chia tay. Nghi phạm thứ hai chính là Kevin, cũng là đối tượng đang bị Ruth tố cáo. Kevin lúc giao dịch mai túy đã sát hại vài người, còn lấy đi 500.000 đô tiền mặt. Rất có khả năng băng đảng của anh ta sẽ báo thù Ruth, nhưng John thông qua máy nghe lén đã nghe được cuộc đối thoại của Ruth và cảnh sát. Vụ án của bọn họ dường như đã xảy ra vấn đề. Tối đến, Ruth một mình tìm tới Kevin trong nhà giam. Cô cho rằng Kevin không phải là hung thủ thực sự. Anh nhận tội là vì muốn bảo vệ cho đàn em. Cho tới khi Ruth nhắc tới cậu em trai James của anh, Ruth đoán em trai Kevin chắc chắn đã trông thấy hung thủ thật sự. Cô muốn Kevin giúp mình cũng như giúp bản thân anh lấy lại trong sạch. Nhưng Kevin lại vô cùng sợ hãi. Anh nói với Ruth, đám người này vô cùng độc ác, giết người không chớp mắt. Huống hồ, bọn chúng còn có các quan chức cấp cao chống lưng. Kevin khuyên cô đừng nhiều lời nữa, nếu không cả anh và em trai anh cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Ruth vẫn muốn truy hỏi đến cùng. Cô nói với Kevin, cho dù anh có giúp hay không, cô đều sẽ điều tra đến cùng. Kevin trong cơn tức giận liền đè Ruth vào cánh cửa. John nghe thấy động tĩnh vội vàng hành động, cũng may quản ngục đã kịp thời chạy tới khống chế Kevin. Thì ra chỉ là nhầm lẫn. Ngày hôm sau, John đứng một bên theo dõi hành động của Ruth, lại phát hiện Fame nhân lúc Ruth không có nhà đã lén lút lật tìm tài liệu liên quan đến em trai của Kevin. John nghi ngờ Fame có thể đang cấu kết với hung thủ, vậy nên anh buộc phải tìm thấy James trước hắn. Buổi trưa, John tới trường học của James đợi cậu tan học, nhưng khi James vừa trông thấy John, liền cảnh giác điên cuồng bỏ chạy. John vội đuổi theo phía sau. Sau khi chạy qua vài con đường, cuối cùng cũng đuổi kịp James. John nói với cậu, bản thân chỉ muốn thay anh cậu nói lại vài lời rằng anh trai muốn cậu đi cùng mình. Nhưng James lại vô cùng cảnh giác, không hề tin tưởng anh, vội gọi với sang nhóm công nhân cạnh đó kêu cứu. John nhân cơ hội bỏ điện thoại vào ba lô của James. Nhóm công nhân lập tức tới bao vây, James thuận lợi được giải thoát. Trở về căn cứ, John biết James chắc chắn sẽ bị băng đảng kia giết người diệt khẩu. Vậy nên anh đã tìm vũ khí, tối nay sẽ bắt đầu hành động. Việc đầu tiên, anh tìm tới tên côn đồ đã bắt nạt mình ở tàu điện ngầm hôm đó. Bởi lúc đó trên tàu điện, anh đã nghe được cuộc hội thoại của bọn chúng. Bọn chúng có hàng xịn. John tìm tới địa điểm giao dịch, vừa bước vào liền bị bọn đàn em chĩa súng vào người, nhưng John lại tỏ ra rất bình tĩnh. Nhân cơ hội nắm chặt súng của một tên, rồi liên tục nổ súng. Sau đó lấy một cái túi lớn bên cạnh cho vũ khí vào túi. Tối đến, John dựa theo thiết bị định vị đã tìm được vị trí của James. Vừa xuống xe đã đeo mặt nạ, súng đạn đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. John chặn trước một chiếc xe, sau đó nổ súng. Một tên vừa xuống xe liền bị John bắn ngã. Một súng đánh ngất tên đầu chọc lấy thứ đồ trên người hắn. Sau đó kéo theo James rời khỏi đây. Nhìn qua hoa văn trên tấm phù hiệu cảnh sát mới biết đám người bắt cóc James lại là FBI. Phần 1 của bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Hãy like và theo dõi mình để đón xem phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.